Rồi, chúng ta qua tiếp bài tiếp theo nha con, đó là bài 26 vùng duyên hải nam trung bộ tiếp theo. Đúng không? À, câu thứ nhất, thế mạnh để à, thế mạnh trong sự phát triển nông nghiệp ở vùng duyên hải nam trung bộ đó là gì? À, chăn nuôi lợn và khai thác à, nuôi trồng chế biến thủy hải sản, hay là à, trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi à, gia súc lớn, hay là chăn nuôi bò à, trồng cây công nghiệp ngắn ngày hay là à, D chăn nuôi bò khai thác nuôi trồng và chế biến thủy hải sản thì con biết rằng là thế mạnh của vùng nông nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ đó là chăn nuôi bò chăn nuôi bò và khai thác nuôi trồng chế biến thủy hải sản được chưa nào nên chúng ta chọn câu D chăn nuôi bò khai thác nuôi trồng chế biến thủy hải sản câu số 2. khó khăn của tài nguyên đất ảnh hưởng đến sự sản xuất nông nghiệp ở vùng duyên hải nam trung bộ đó là gì? À, thứ nhất đất bị nhiễm mặn nhiễm phèn hay là à, b diện tích đất trồng và đồi à, đồi trọc nhiều hay là quỹ đất nông nghiệp bị hạn chế hay là vùng đồng bằng dốc và lớn thì con biết rằng cái quỹ đất dùng trong nông nghiệp ngày càng bị hạn chế và diện tích đất ngày càng bị thu hẹp và đất xấu đi ảnh hưởng của việc sản xuất nông nghiệp của duyên hải nam trung bộ được chưa nào vậy thì chúng ta nhớ cho cô đó là à cái gì à c đất à, quỹ đất dùng trong nông nghiệp ngày càng bị hạn chế c quỹ đất dùng trong nông nghiệp ngày càng bị hạn chế câu tiếp theo nào Câu tiếp theo, câu số 3, À, các cánh đồng muối nổi tiếng ở vùng duyên hải nam trung bộ đó là cái gì? đó là vùng nào? đó là nào? khi à, cái, cái vùng mà à, cánh đồng à, muối nổi tiếng của vùng duyên hải nam trung bộ không bao giờ quên đó là cà ná sa Quỳnh. ha, cà ná sa Quỳnh. đây là hai cái vùng mà à, nổi tiếng về những cái đồng ruộng muối. À, câu số bốn căn cứ vào trong atlas địa lý việt nam À trang 28 hãy cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì các bạn nhớ rằng là cho cô à, chúng ta cũng định hình cho cô ba bước hai à, bước. Bước đầu tiên là con sẽ nhận dạng những ký hiệu nhà máy thủy điện ở trang số 3. Vậy thì nhà máy thủy điện nó sẽ có ký hiệu như thế nào đúng không? Rồi sau đó con quan sát trang 28 thì sau đó con xác định tên của nhà máy thủy điện thuộc cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì con sẽ biết được À, thì đó là cái gì nhỉ? Chính xác đó là The Ray à, Hờ Linh. Đúng không? Đây là cái không cái thuộc cái vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đúng không? Mà nó thuộc khu nào? À, đúng rồi, chính xác. Tiếp, câu số 5. Câu số 5. Câu số 5. Căn cứ vào Atlas Địa Lý Việt Nam. Được chưa nào? À, trang 28. Hãy sắp xếp bãi biển ở Duyên Hải Nam Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc cho tới Nam. Thì cái này cũng vậy. Đầu tiên các bạn cũng sẽ vào cái trang số 3 để các bạn nhận dạng về ký hiệu bãi biển nó sẽ có ký hiệu như thế nào. Đúng không? Vào trang số 3 thì các bạn sẽ thấy nó ký hiệu là cái dù. Đúng không? Vậy thì các bạn sẽ tìm, đúng không? Quan sát ác Atlas trang 28. Các bạn sẽ xác định tên của bãi biển theo vị trí từ bắc xuống nam và các bạn sẽ à, đúng rồi các bạn sẽ làm gì à, click nó đi theo chiều từ bắc đến nam thì các bạn sẽ thấy đó là à, non nước rồi đến quy nhơn rồi đến nha trang rồi đến mũi né được chưa các bạn sẽ thấy à, thấy theo trình tự đến từ bắc xuống nam đó là non nước quy nhơn nha trang và mũi né các bạn lật trang 28 của Atlas địa lý ra thì các bạn sẽ thấy rồi tiếp tục câu số 6. Câu số 6. À, hai cái trung tâm cơ khí sửa chữa lắp ráp của Duyên Hải Nam Trung Bộ đó là gì? Đó là à, Đà Nẵng Quy Nhơn hay là Quy Nhơn Nha Trang hay là Đà Nẵng Trung Quốc hay là Quy Nhơn và Trung Quốc. Hai cái trung tâm cơ khí sửa chữa lắp ráp lớn nhất của Nam Trung Bộ đó là à cô xin lỗi của duyên hải nam trung bộ đó là đà nẵng và quy nhơn đó là đà nẵng và quy nhơn đây là hai trung tâm sửa chữa lắp ráp lớn nhất của vùng duyên hải nam trung bộ nha con câu số 7 nào lớp câu số 7 tài nguyên du lịch nhân văn nổi tiếng ở duyên hải nam trung bộ đó là gì đúng không à, tài nguyên du lịch nhân văn nổi tiếng của vùng duyên hải nam trung bộ đó là gì nhỉ? Chính xác, đó là phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An, à, đó là câu C, đó phố cổ Hội An. Tiếp theo câu số 8, tỉnh, thành phố nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung? À, không thuộc vùng nha, chứ không phải thuộc. Đó là cái gì nhỉ? À, vậy thì chúng ta biết xem cái vùng mà à, kinh tế trọng điểm của miền Trung đó là gì? À, các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của miền trung đó là thừa thiên huế đà nẵng đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định vậy thì rõ ràng bình thuận không có ở trong này đúng không à, vậy thì nhớ này các tỉnh à, thành phố nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm thì các con sẽ biết các vùng kinh tế trọng điểm phía nam đó là gì đó? đó là thừa thiên huế đà nẵng à, quảng nam và quảng ngãi và bình định vậy thì không có can nào đúng rồi không có can bình thuận đúng không vậy chúng ta sẽ loại ra đúng không à, có quảng nam có đà nẵng có bình định nhưng lại không có bình thuận nha con câu số 9. câu số 9. và ý nào ý nào ý nào ý nào không đúng khi nói về nghề đánh cá ở chuyên ngãi nam trung bộ ý nào không đúng không đúng khi nói về nghề đánh cá của vùng duyên hải nam trung bộ đó là gì nhỉ đó là gì lớp không đúng nha à đúng rồi à, câu không đúng đó là gì không đúng đó là gì đặc điểm nghề đánh cá của vùng duyên hải nam trung bộ đó là gì à nó chiếm tới 27,4% hơn 1 phần tư giá trị khai thác của cả nước đúng không là mặt hàng xuất khẩu chủ lực như là mực, tôm, cá đông lạnh. Vậy thì rõ ràng câu A, câu B, câu C đúng. Còn à, cá biển sản lượng nhỏ trong tổng sản lượng thủy sản là sai. ha Vậy chúng ta sẽ chọn câu D, đó là câu không đúng. Được chưa? Không đúng. Câu số 9. Câu số 9. Đặc điểm không đúng khi nói về công nghiệp. Khi nói về ngành công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đó là gì? Đó là gì? Đó là gì đó nhỉ? À, đặc điểm công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đó là gì? Giá trị công nghiệp có tốc độ tăng trưởng rất là nhanh và khá cao từ 56% cho đến 14,7% năm 2002. Đúng không? Vậy thì rõ ràng cái nhận xét là giá trị công nghiệp tốc độ tăng trưởng nhanh và khá cao. Câu này là đúng. Đúng không? Tiếp theo, giá trị công nghiệp chiếm tỷ trọng À, khá cao so với cả nước. Đúng không? À, vậy thì con biết là giá trị công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ so với cả nước. Đúng không? À, khá cao. Vậy công nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao so với cả nước là không đúng nha, không đúng. Vậy câu B. Giá trị công nghiệp chiếm khá cao so với cả nước là không đúng. Nó chỉ chiếm một phần nhỏ so với cả nước mà thôi. Được chưa nào? Câu tiếp theo đó là câu 11. À, các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang được coi là được coi là gì nhỉ? À, được coi là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên vì. Vì sao nhỉ? Vì sao nó được coi là cửa ngõ? Đúng không? Nó được coi là cửa ngõ vì sao? Các thành phố như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang được coi là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên vì nó có ba quốc lộ. À đông tây nối ba tỉnh thành này với nhau đó là à, quốc lộ 14, quốc lộ 19 và quốc lộ 26 được chưa và ba thành phố duyên hải này cũng chính là ba cảng quan trọng của vùng duyên hải nam trung bộ được chưa nào vậy chúng ta chọn câu C à, có các tuyến quốc lộ được chưa nối tây nguyên và ba thành phố cảng biển này đều thông ra biển được chưa con? Nhớ nha. Có quốc lộ 14, quốc lộ 19 và quốc lộ 26. Được chưa nào? Tiếp tục. Chúng ta qua câu 12. Chúng ta qua câu 12. À, nông nghiệp. À, nông nghiệp. Nông nghiệp ở các đảo thường khó phát triển vì đất ít xấu nhưng duyên hải nam trung bộ thì có hòn đảo có người dân đã biết khai thác đất đai để sản xuất đem lại đem lại nông sản xuất khẩu, đó là đảo nào? Đảo nào nhỉ? À, đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Nhân dân đã biết nhớ nha, đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi, nhân dân đã biết tận dụng đất đất cát à ven đảo để trồng hành, tỏi để xuất khẩu và mang lại giá trị kinh tế rất cao, đó chính là đảo Lý Sơn. Đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Đúng không? Tiếp tục câu 13. Câu 13 nha lớp. Câu 13. Duyên à, Hải Nam Trung Bộ phát triển à, mạnh nghề làm muối chủ yếu là vì. Vì sao nó lại phát triển? Vì biển có độ mặn rất là cao. Thứ hai, à, lượng mưa ít và vị trí sát biển. À, khí hậu khô ráo quanh năm, lượng mưa à, rất thấp và ít cửa sông và câu D nhu cầu tiêu thụ muối lớn à, cho à, chế biến à, thủy sản đông lạnh đúng không à, nghề làm muối phát triển đó là do gì à, khí hậu nhiệt đới nóng nắng nóng nhiệt độ cao quanh năm và khu mực, à, lượng mưa thấp nên là thuận lợi cho cái việc mà chúng ta sản xuất muối đúng không đó chính là C khí hậu khô ráo quanh năm lượng mưa rất là thấp và đặc biệt, nó rất ít cửa sông. Được chưa?